với mục tiêu đào tạo học sinh trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai năm học 2023-2024. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre phối hợp với hệ thống Trung tâm Ngoại ngữ Cambridge và Thành đoàn Bến Tre tổ chức hội thi hùng biện tiếng Anh cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Đây là sân chơi bổ ích, ý nghĩa với 135 học sinh được tuyển chọn từ 17 trường tiểu học và 10 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre. Mỗi đội gồm 5 học sinh được chia đều ở mỗi cấp lớp. Hội thi nhằm tạo điều kiện để các em thể hiện kiến thức, phát huy khả năng sáng tạo và thể hiện tối đa năng lực, khả năng diễn đạt, hùng biện thông qua ngôn ngữ tiếng Anh với các chủ đề bảo vệ môi trường, phòng chống bạo lực học đường, văn hóa giao thông và văn hóa quê hương. Qua đó tạo môi trường cho học sinh trao đổi, học hỏi, trao dồi tiếng Anh theo từng chủ điểm đã học để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày, khơi dậy trong học sinh niềm đam mê và sự hứng thú đối với môn học, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng về tiếng Anh, phát huy năng lực hội nhập quốc tế cho học sinh.